Liên quan đến sự việc viên kim cương 1.000 tỷ của bà Phương Hằng được bà giao bán để ủng hộ từ thiện, CEO Hoàng Thanh Nga, bà trùm trang sức có tiếng tại Việt Nam đã lên tiếng kể bí mật. Mới đây, hai nhân vật này bất ngờ có cuộc đối thoại trực tiếp. Những ngày qua, câu chuyện viên kim cương 1.000 tỷ cực kỳ hiếm của bà chủ Đại Nam, Nguyễn Phương Hằng đang khiến toàn cõi mạng đồng loạt xôn xao. Theo đó, trong ngày trở về sau khi mãn hạn tù, thì bà Hằng đã có mở một buổi gặp gỡ chấn động tại khu du lịch của mình. Không chỉ cùng chồng trực tiếp gửi tiền từ thiện ủng hộ bão lũ hàng chục tỷ đồng, mà bà còn chơi lớn khoe viên kim cương 1.000 tỷ hiếm ai có, công khai giao bán, nếu ai mua thì sẽ chuyển hết vào quỹ cứu trợ của Việt Nam. Tính xác thực viên kim cương 1.000 tỷ này cũng đã được bà Hoàng Thanh Nga, bà trùm trang sức tại Việt Nam lên tiếng xác nhận. Vốn là người trong nghề nên khi bà trùm nhìn qua cũng đã đoán được số carat, giá trị tương đương. Viên kim cương 1.000 tỷ là điều không phải không có điều là sẽ hiếm. Tuy nhiên, bà Phương Hằng chắc hẳn là dân chơi kim cương máu mặt nên mới có thể sở hữu, chính bà Hoàng Thanh Nga cũng phải ngưỡng mộ. Vốn không hề có mối quan hệ thân thiết nào trước đó, chỉ là những người có tiếng trên mạng xã hội. Nhưng sau khi nhắc tên bà Hằng thì chính bà chủ Đại Nam đã có cuộc điện thoại nói chuyện trực tiếp với Hoàng Thanh Nga. Cuộc gọi điện đầy bất ngờ này khiến dân tình chao đảo. Đoạn clip trò chuyện vui vẻ giữa hai người chủ yếu là có nội dung bà Hằng khẳng định những gì Hoàng Thanh Nga nói về viên kim cương của bà là hoàn toàn chính xác. Chưa hết, bà Phương Hằng còn khen bà trùm trang sức là xinh đẹp, tài giỏi, có mắt nhìn. Điều bất ngờ hơn nữa là toàn bộ những chia sẻ của Hoàng Thanh Nga dành cho bà Phương Hằng đều được bà xem và nghe qua. Tuy nhiên cũng không có ý định trò chuyện trực tiếp. Cuộc gọi điện bên trên thực chất là có một người thứ ba làm cầu nối, là cái duyên hiếm có. Nói thêm về bí mật cuộc điện thoại, Hoàng Thanh Nga có chia sẻ, nó cũng là ngẫu nhiên thôi. Sáng nào tôi cũng livestream để giao lưu với khách hàng của mình, tôi thường live đến trưa. Hôm đó có một bạn là thành viên FC của tôi. Bạn đó nhà gần Đại Nam, bạn đó nói thấy cô Hằng trong Đại Nam nên nói sẽ vào để tìm cô Hằng, video call nói chuyện với tôi. Thì tôi nghĩ chắc là rất khó, vì Đại Nam rất rộng sao mà tìm được. Nhưng không ngờ, khi tôi đang livestream thì bạn gọi thiệt, tôi được gặp cô Hằng thật sự luôn. Cô Hằng biết tôi và xem qua tất cả các clip tôi nói về kim cương, cô Hằng rất là thích và cô còn tìm hiểu tôi là người như thế nào, cô còn khen tôi đẹp nữa. Lúc đó bối rối quá cũng không biết nói gì với cô, nhưng cảm thấy rất là vui. Thông qua truyền thông khi được đặt câu hỏi, Hoàng Thanh Nga cũng gửi lời chúc đến cô Hằng, bà trùm trang sức chia sẻ, em chúc chị Hằng luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn xinh đẹp mãi như thế này. Lúc nào cũng nhiều năng lượng, để tụi em có thêm thật nhiều nguồn cảm hứng từ chị. Khi được hỏi về việc trong tương lai liệu có cuộc gặp gỡ nào với cô Hằng ngoài đời không, Hoàng Thanh Nga nói, tôi cũng hy vọng trong tương lai gần, tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ cô Hằng offline, chắc cũng sẽ gần thôi. Nói về khu du lịch Đại Nam, bà Hoàng Thanh Nga phát biểu, tôi đã đi du lịch Đại Nam kể từ khi Đại Nam mới khai trương rồi. Rất là lâu về trước, nhưng mà sau đợt này chắc phải ghé thăm Đại Nam lại. Có thể thấy, mối quan hệ của bà Phương Hằng và Hoàng Thanh Nga tuy không quen biết từ trước, nhưng nhờ sức ảnh hưởng của mạng xã hội đã giúp hai bà chủ có cơ hội tiếp xúc và thân thiết với nhau hơn.